Chắc hẳn những người yêu thể thao đều nhớ các trận so tài đỉnh cao của môn karate tại SEA Games 31 được tổ chức tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Và trong số 21 vận động viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam, có một người con Ninh Bình đã xuất sắc giành tấm huy chương bạc cá nhân nam và huy chương đồng đồng đội nam. Vận động viên mà chúng tôi muốn nhắc đến chính là Phạm Minh Đức. Sinh ra và lớn lên ở xã Yên Nhân, huyện Yên Mô trong một gia đình làm nông nghiệp có hai anh em. Từ năm 12 tuổi, Đức đã đặc biệt yêu thích và tiếp cận với bộ môn võ karate. So với các bạn đồng niên, Đức có năng khiếu phát triển vượt bậc ở bộ môn này. Do vậy, dù từ nhà đến lớp cách xa cả chục km, thời gian luyện tập vất vả, nhưng em vẫn kiên trì theo đuổi đam mê. Năm 2016, được triệu tập vào đội tuyển karate của tỉnh và liên tục giành được nhiều thành tích cao. Và chỉ sau 3 năm, em đã được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây chính là bước ngoặt lớn trên con đường trở thành một vận động viên karate chuyên nghiệp. Đối với vận động viên Đức, em ấy là một người khá là chăm chỉ trong cái lúc tập luyện. Đấy là cũng là cái một cái mà khiến cho em ấy có cái thành tích đến bây giờ. Thì đây cũng là một cái tấm gương để cho các em ở phía sau noi theo và rèn luyện. Hiện nay thì môn karate của Ninh Bình cũng rất là được chú ý đến, và các cái thế hệ tiếp theo đây rất là cố gắng để làm sao để tìm kiếm, đào tạo và rèn luyện ra các cái thế hệ trẻ để sau này có thể là cống hiến được nhiều các cái thành tích cho Ninh Bình và quốc gia. So với nhiều vận động viên karate khác, Đức có thân hình nhỏ và chiều cao khiêm tốn. Xác định được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân nên khi đến môi trường mới ở đội tuyển quốc gia, em luôn cố gắng rèn luyện để nâng cao thể lực, trình độ cũng như kỹ chiến thuật. Với sự khổ luyện, ý chí quyết tâm chinh phục các giải đấu, đến nay Đức đã tham gia gần 20 cuộc thi trong nước, khu vực và đều giành huy chương. Trong đó, thành tích cao nhất, tự hào nhất là tại kỳ SEA Games 31 tổ chức tại Ninh Bình vừa qua, em đã mang về một huy chương bạc nội dung kata biểu diễn cá nhân nam và một huy chương đồng đồng đội nam. Mình là đội tuyển quốc gia, cái vấn đề về thành tích nó khá là cao, nhưng các bài tập nó khá nặng. Biết là tập luyện khó khăn vất vả như này, nhưng mà đấy cũng là động lực để giúp em cố gắng hơn. Mục tiêu tới của em sẽ là tấm huy chương vàng đại hội thể thao toàn quốc tại Ninh Bình. Và em sẽ cố gắng hết mình để mang tấm huy chương cho Ninh Bình. Bên cạnh đó, với sự quan tâm khích lệ của gia đình đã tạo động lực để Đức vững bước trên con đường làm vận động viên chuyên nghiệp. Những thành tích mà em đạt được trong suốt thời gian qua luôn là niềm tự hào của gia đình, địa phương và người hâm mộ. Thời gian đầu là tôi không muốn cho cháu theo cái ngành này, nhưng một thời gian thấy cháu nó mải mê, nó quá miệt mài luôn. Nhưng trong bụng thì nghĩ là biết đâu sau này nó là cái sự nghiệp của riêng con mình. Nên là vợ chồng tôi cũng ủng hộ con trai tôi. Cũng nguyện vọng là mong con làm sao mà cố gắng sẽ nỗ lực hơn nữa và để mang nhiều thành tích về cho gia đình, cho dòng họ và cho tất cả mọi người, cho tỉnh nhà. Với những thành tích đã đạt được, tới đây Phạm Minh Đức được Quỹ khuyến học khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh vinh danh khen thưởng. Hy vọng phần thưởng này sẽ tiếp thêm động lực để em tiếp tục rèn luyện và thi đấu tốt hơn nữa để mang vinh quang về cho gia đình, quê hương và tổ quốc thân yêu.